soi cuộc sống của Hà Thanh Xuân và vua cá coi sau lùm xùm. Sau đám cưới và nhiều câu chuyện đời tư gây chú ý, Hà Thanh Xuân mới chỉ có động thái mở lại trang cá nhân, trong khi ông xã vua cá coi của cô thường xuyên cập nhật thông tin mới trên mạng xã hội. Trước khi yêu Hà Thanh Xuân, doanh nhân Thắng Ngô, người được mệnh danh là vua cá coi Việt Nam, từng rất mặn nồng bên vợ của Thanh Đào. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Thắng Ngô, cộng đồng mạng và khán giả được biết tới Thanh Đào, người vợ đầu tiên của vua cá coi, khi cả hai cùng tham dự chương trình Siêu Trí Tuệ Việt 2019. Ở chương trình này, Thắng Ngô khiến bất cứ ai cũng cảm động khi nghe chia sẻ về đam mê và cuộc sống hôn nhân của mình với bà xã từ thở còn cơ hàng. Mình đến với bà xã lúc không có đồng nào, khi bước vào con cá coi là mình đang âm. Cũng rất là may mắn vì bà xã luôn luôn đồng cam chịu khổ. Trước khi chơi môn này tiền thì thiếu, nợ nần tùng luôn nhưng cứ vung tiền. Nếu bà xã mình không vượt qua được thì đã không đứng ở đây. Đại gia Thắng Ngô từng cảm kích về sự hy sinh của vợ. Thật may mắn cho Thắng Ngô khi được bà xã ủng hộ và toàn tâm toàn ý hỗ trợ, bởi những lúc kinh doanh rơi vào bế tắc, bà vẫn chấp nhận để chồng đầu tư hàng tỷ đồng vào thú vui xa xỉ này, có phải không nào? Tưởng đâu cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng đại gia cá coi sẽ êm ấm sau quãng thời gian lập nghiệp khó khăn, thế nhưng sau nhiều trục trặc họ đã đi đến quyết định ly hôn vào cuối năm 2021. Người vợ thứ hai được vua cá coi gọi là định mệnh. Mới đây, tin tức về đám cưới linh đình của vua cá coi Thắng Ngô và bạn gái là ca sĩ Bolero Hà Thanh Xuân khiến nhiều người bất ngờ, bởi chỉ cách đây 2 năm, ông còn khẳng định sẽ chung thủy với vợ cũ trên sóng truyền hình. Sau khi lễ cưới được tổ chức vào đầu tháng 5, nhiều nguồn tin cho rằng nữ ca sĩ là người thứ ba và là nguyên nhân gây ra sự rạn nứt gia đình của Thắng Ngô. Để minh oan cho vợ mới cưới, vua cá coi đã chia sẻ rằng: "Mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thật sự là nhân duyên, do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh. Thật ra, có rất nhiều nguyên nhân, lý do, cơ duyên đẩy đưa hai người chúng tôi quen biết nhau, làm bạn với nhau và từ từ cảm nhận được con người thật của nhau. Từ đó, chúng tôi mới phát sinh tình yêu dành cho nhau." Và ông khẳng định rằng chỉ hẹn hò với nữ ca sĩ sau khi chia tay vợ cũ vào năm ngoái. Bên cạnh những lời chúc phúc là những lời bình luận trái chiều, bởi cặp đôi cách nhau tận 13 tuổi. Và hơn nữa, Thắng Ngô chỉ vừa mới chia tay vợ cũ Thanh Đào cách đây không lâu. Tuy nhiên, về phía nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, cô cho rằng vẫn hạnh phúc và không bận tâm đến quá khứ của chồng. Vua cá coi Thắng Ngô lộ bằng chứng mối quan hệ với Hà Thanh Xuân từ lâu. Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục soi ra một bằng chứng chứng minh rằng Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đã có mối quan hệ từ trước. Cụ thể, vua cá coi đã từng thể hiện rằng mình đã dành tình cảm yêu thích và mến mộ Hà Thanh Xuân trước khi đám cưới diễn ra. Ở nhiều clip trên kênh YouTube, Thắng Ngô đã dùng nhạc của Hà Thanh Xuân để làm nhạc nền của video. Thắng Ngô tuyên bố vợ cũ đã thâu tóm hết tài sản, ngoài việc phản ứng cực gắt đối với một số bình luận cho rằng Hà Thanh Xuân là tiểu tam. Vua cá coi khẳng định chưa bao giờ hết trách nhiệm với vợ cũ và con cái. Thắng Ngô khẳng định sẽ chu cấp đầy đủ cho các con và để chị Thanh Đào đứng tên vận hành trang trại cá coi, mặc dù đó là công sức và tâm huyết do mình gây dựng. Vua cá coi Thắng Ngô mong muốn rằng chấm dứt các tin đồn vô căn cứ và tận hưởng cuộc sống vợ chồng với Hà Thanh Xuân. Trích dẫn trong video, ai biết được mình sống, đối xử với vợ cũ là cô Đào như thế nào mà nói rằng mình thay lòng. Rồi ngày hôm nay mình có được cơ đồ rồi thay lòng đi tìm vợ trẻ. Vợ chồng mình chia tay rất văn minh. Việc mình để lại cho vợ tất cả để cô ấy chăm con, mặc dù vẫn có nhiệm vụ chu cấp. Mình đâu có lấy cái gì đâu. Vợ cũ vua cá coi nói gì trước đám cưới của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân? Trước drama xoay quanh việc đám cưới của vua cá coi Thắng Ngô với ca sĩ Hà Thanh Xuân, Thanh Đào đã chính thức lên tiếng trước làn sóng của cộng đồng mạng. Theo đó, chị đã có những lời lẽ minh oan cho Hà Thanh Xuân. Chị khẳng định một điều là Hà Thanh Xuân không phải người thứ ba bội thoi điểm cô ấy xuất hiện. Giữa chúng tôi đã có rạn nứt. Có lẽ chúng tôi chưa có đủ thời gian để hàn gắp lại mối quan hệ. Đồng thời bản thân chúng tôi cũng làm không tốt việc chữa lành tổn thương cho cả hai. Tôi chưa bao giờ đổi lỗi cho người thứ ba nào cả và tôi cũng nhắc lại một lần nữa. Cô ấy không có lỗi trong chuyện này, chị Thanh Đào trả lời phỏng vấn. Trước đám cưới hoành tráng giữa chồng cũ và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, chị Thanh Đào thừa nhận mình đã cảm thấy buồn lòng. Dù dư luận thương xót và đồng cảm với chị, nhưng chị vẫn khẳng định anh ấy mãi mãi là người thân của tôi, người tôi từng yêu. Bố đẻ Hà Thanh Xuân nghĩ gì khi con gái lấy vua cá coi Thắng Ngô? Sau một tháng đám cưới đầy ồn ào, cuộc sống hôn nhân của Hà Thanh Xuân và vua cá coi Thắng Ngô vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Vừa qua, Thắng Ngô đã chia sẻ khoảnh khắc vợ đứng trên sân khấu đầy cảm xúc.
Đáng nói hơn, bố vợ của anh cũng tương tác và bày tỏ suy nghĩ của ông về cuộc hôn nhân này. Cụ thể, bố đẻ ca sĩ Hà Thanh Xuân cho biết ông rất vui khi con gái của mình vui vẻ và hạnh phúc, con gái cưng của ba cười tươi như hoa là ba thích. Đại gia 7X cũng tương tác bằng cách thả tim cho bố vợ. Động thái này cũng đã cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Thắng Ngô và gia đình nhà vợ. Cuộc sống hôn nhân trên từng cây số của Hà Thanh Xuân và Vua Cá Coi. Sau đám cưới, vợ chồng Vua Cá Coi Việt Nam Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đi du lịch cùng nhau khắp nơi, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Sau hơn 2 tháng về chung một nhà, ca sĩ Hà Thanh Xuân và Vua Cá Coi Việt Nam Thắng Ngô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bỏ qua mọi lời bàn tán, dị nghị trước đó. Người chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào của cả hai là doanh nhân Thắng Ngô. Anh thậm chí còn đăng ảnh khóa môi vợ ngay giữa chúng đông người khi cả hai đi du lịch. Doanh nhân Thắng Ngô chia sẻ ảnh selfie chụp trộm vợ trong chuyến thăm Phú Yên. Cả hai luôn đi với nhau như hình với bóng sau kết hôn. Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh, Thắng Ngô chia sẻ. Chỉ vì yêu anh nên em vất vả, Thắng Ngô gửi lời ngọt ngào tới vợ trẻ. Nam doanh nhân khẳng định chủ quyền với dòng chia sẻ dưới bức ảnh cả hai chụp tại Hội An. My wife, vợ tôi, cặp đôi vui vẻ đi mua sắm trong chuyến du lịch nước ngoài. Một tuần qua, Vua Cá Coi Thắng Ngô liên tục đăng ảnh cùng vợ bên Mỹ. Không gian sống triệu đô cùng khu vườn 600m² của Hà Thanh Xuân tại Mỹ. Sau chuyến du lịch khắp các tỉnh thành Việt Nam, ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân cùng ông xã là Vua Cá Coi Thắng Ngô sang Mỹ. Tại đất nước cờ hoa, nữ ca sĩ chăm chỉ với hoạt động nghệ thuật và cùng người bạn đời xây dựng tổ ấm ở đây. Hai người thường xuyên chia sẻ những khung hình đời thường khiến khán giả trầm trồ về cơ ngơi hoành tráng. Trong những ngày sinh sống cùng vợ tại đất nước cờ hoa, doanh nhân Thắng Ngô tú tay vuông trồng khu vườn, trồng trọt nhiều loại cây ăn trái khác nhau. Vua Cá Coi có ý định chuyển sang Mỹ định cư cùng vợ. Anh cho biết, thực sự có nhiều điều làm mình phải nghiêm túc suy nghĩ. Môi trường sống, nhiệt độ, thời tiết phải nói là tuyệt vời.